Hôm nay thì mình sẽ cho cái chiến binh bị đau chân của mình đi khám anh em nhé. Địa điểm sẽ là phòng khám của bác sĩ thú y Thủy Tài Phát. Mình đến khám và tiện thì cũng giao lưu học hỏi luôn. Thời gian di chuyển là 2 giờ. Do đã hẹn trước nên đến nơi là mình có thể thăm khám luôn. Con chim nó khác với những con khác thì nó rất là bé. Đúng rồi, đây là cái chân của nó đây. Là mọi khi nó không bám được vào cái cành này à? Đúng rồi, và bây giờ anh đang nghĩ là nó đau cái phần trên ở khớp gối. Đấy, đấy là cái khớp nó không co được, nó cứ rũi rũi. Nó nhảy lồng tự dưng nó bị thế hay là... Đúng rồi, tức là anh đang hơi bình thường anh cũng không động vào nó đâu. Tự nhiên lúc anh lên anh thấy thì anh nghĩ là nó có thể nó mắc vào những cái chỗ nào đâu đây kiểu này. Ừ, anh cầm khéo để cho em so sánh hai cái này nó có bị teo hơn một bên không? Đây này, cái khớp gối anh thấy nó không có độ co này. Không, chỗ đấy em sờ không sưng nhưng mà chân bên này có vẻ như nó đỡ nhẹ nên chân bên này hơi có hiện tượng hơi teo một chút. Teo cơ. Hơi teo cái phần đùi cơ. Thì em nhắc lên này cho anh xem nhé. Chim tắc tiếng lệ. Vâng ạ. Thế bọn em điều trị kiểu gì? Thật ra thì với cái bọn chim này em chia sẻ thật là điều trị cái gì cũng khó bởi vì nó bé. Liều thuốc tiêm nó cũng rất là khó, liều thuốc uống thì còn tạm được, còn như thuốc tiêm hay là giống như kiểu mấy cái điều trị xương khớp thì nó cực kỳ khó. Anh có mấy cái con bị viêm phổi không chữa nổi. Thường mấy cái bọn này nó bị viêm phổi, nó bị ghép với cả nấm, xong rồi nó nấm phổi rồi nấm nội tạng ngay. Xong đến khi mà mình điều trị hay là mình phải định kỳ mình phòng, chứ đến khi nó bị nặng thì khó, bởi vì là nếu mà liên quan đến nấm rồi có thể nếu như nó bị nặng mình còn phải kết hợp cả tiêm ấy. Bọn titi này điều trị nó khó. Nhưng mà anh cho như này chắc gì chụp nó đã nhìn thấy. Đấy, đẹp chưa? Anh, bây giờ là anh muốn chụp cái chân như này đúng không? Anh muốn chụp cái phần này, phần gối. Đúng rồi. Anh bảo là bây giờ mà có bảo là đóng đinh như trên gà đi chăng nữa thì cái này nó còn bé hơn cả cái đinh nhỉ? Nó còn bé hơn cả cái đinh của nhà em. Em hình dung là cái khớp bình thường con chim nó đựng thì nó sẽ co vào đúng không? Vâng. Nhưng con này lúc nào nó trong tình trạng duỗi thẳng này, anh đang sợ nó bị cái khớp này nó dây chằng dây dứt vào đây này. Ừ, hoặc là lệch khớp hoặc là giãn xương ở đấy. Anh nên anh giúp cho em. Ừ. Theo bác sĩ tư vấn thì cái hệ xương của chim trà mào nó rất là nhỏ nên rất khó để có thể can thiệp bằng các biện pháp chỉnh hình. Tuy nhiên thì mình vẫn muốn chụp chiếu để mang đến cho anh em nghệ nhân một cái nhìn sâu sắc nhất về các cái chấn thương trên chân của chim cảnh. Nếu anh em thấy clip này có ích trong việc nuôi chim cảnh của mình thì đừng quên thả tim và chia sẻ anh em nhé. Nếu như sau này nó sẽ để lại một cái tật nhỏ là nó không gấp được hoàn toàn. Ví dụ như bình thường nó sẽ, những con kia nó sẽ gấp được hẳn như này thì con này có thể nó chỉ đến đoạn này thôi, vì nếu gấp nữa thì nó chạm vào cái đầu mỏm xương nó sẽ bị đau. Cái mỏm này ví dụ bình thường như trên chó là bọn em có, các bạn có thể làm được, nắn được, bạn mổ ra xong nắn, nhưng mà trên gà xương nó rất là giòn. Nên là ví dụ như nó gãy ở những cái này thì gà em làm bình thường vì cái đinh nên nó sẽ nhỏ hơn, chứ còn chim này cái đinh của em còn to hơn cái chân chim. Thực ra đối với những cái trường hợp này bây giờ anh thì anh chỉ có dùng một là những cái kiểu như vitamin với bổ gân gối. Khi mà bổ sung nó có cái chất nhầy ở đây này anh, có thể là sau này nó sẽ thành một cái tật nhỏ ở đây thì thôi kệ nó, vì cái này mình không có xử lý được. Có cần nẹp không? Mà bây giờ nếu mà anh nẹp mà chết khớp nó sẽ bị teo luôn cái đùi trên này. Thì mình bảo mình ăn cho nó tăng dịch nhầy của khớp ấy nhỉ? Thì đậu gì nhỉ? Đậu bắp, quả đậu bắp. À, cho nó ăn cái quả đậu bắp để cho nó tăng cái dịch nhầy của khớp thôi, mà cái đấy gọi là chỉ bổ sung thêm thôi, còn chủ yếu anh bổ sung khoáng đa vi lượng, canxi, phốt pho, sắt, kẽm, đồng, khoáng ở trong đấy nó có đầy đủ hết là được. À. Vâng, đúng rồi. Anh thôi đúng không? Vâng. Nhà anh ở đâu? Có tiếng anh ở Bắc Cạn. À, anh chị ở tận Bắc Cạn xuống đây ạ? À? Khiếp, thế là chị chiều anh nhất rồi đây chứ không bình thường ạ. À. Mấy ông đi mua thuốc gà trọi là thôi không cần cho túi đâu để chú đút vào túi quần về vì sợ về vợ biết. À. Không cho chơi. Thôi rồi, rất là cảm ơn em hôm nay đã hỗ trợ anh. Không có gì ạ. Vâng ạ. Ok.